Ok, hello, xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mà. Ok, sau khi mua được áo của OLED với giá 5 kim thì Khải xác định lên đảo và Khải sẽ tăng tăng điểm lại nha anh em. Cái lần đầu tiên thì Khải tăng theo cái điểm đam và ép sức mạnh 110 thôi, sinh khí full. Và lần này Khải sẽ lên đảo, Khải sẽ tăng một cách khác, Khải test xem thử cái cách của Khải đang suy nghĩ bấy lâu nay một cách khác, khác bà ta một tí thử nó có ok hơn không nha anh em. Rồi sẵn lên đảo mang cái áo luôn. Ok, lại tìm năng này, kỹ năng này. Hôm trước tăng sức mạnh có 110 thôi, lần này Khải nghĩ Khải sẽ tăng sức mạnh lên 160 đi. Khải sẽ tăng lên 160 và Khải đi kèm và theo cái bên skin bên kia nó khác một chút. Mang áo này vào, ok, đó, mang áo này vào, khá đẹp trai. Mất cái phi phong ngoài nhờ. Đây. Phi phong đâu rồi, nhưng phi phong hôm qua cho ai rồi. Thiếu phi phong rồi. Ok, phi phong tới tính xong. Dọn gọn cái rương rồi à. Mang cái bỏ cái áo vào. Rồi ok. Hôm nay thì Khải sẽ tăng nó khác một tí nè. Đầu tiên vẫn là skill hiền thiên vô cực, chống phản đam để đánh tung kim. Mát 20. Chống phá thì vẫn tăng 28 để đạt mốc 101 thôi. Không còn tăng lên 30 thì vậy tầm này thiếu điểm nữa. Này thiếu điểm nữa là sức mạnh thì nó mang cái đao ra tính tiếp. Đó. Mở cho anh em tí ngạc nghe phiêu phiêu tí. Rồi. Này Khải cho tăng khác một chút. Cái này thì Khải vừa tăng đủ 28 điểm. Ấy giời, nhầm rồi. Vừa đạt 101 thôi em. Mang áo này khá đẹp trai. Trong ở video trước Khải có sau đồ thì áo này Khải mua 5 kim đó là giá của OLED bán rẻ cho Khải thôi. Còn nếu mà thiệt chắc nó phải ít nhất phải 8 đến 10 kim em. Nghe thông tin này mới vừa bán cho Khải 5 kim thì lại có người BM hỏi mua với giá 8 kim ngay. Rất là đáng tiếc cho anh em đã mua sâu, nhưng mà Khải đã BM OLED trước rồi. Nên là anh em mua sâu thông cảm thôi. Cái này 1-1 nói ok, cái này thành mát lá chí mạng. Cái skin cuồng phong sầu điện tầng 2. Mắt tầng 2. Lấy đam tầng 2. Rồi. Lần này thì 21, mất 21. Rồi coi Khải tăng lên 160 thực lực tay được. Tay khá thấp nha. 32. 160 thực lực tay được bao nhiêu? Ok. Tăng được tay kiểu này mắc quá, lực tay cái 2k4 thôi, khá là thấp. Chiếc mạng lên được 80 nhưng mà lực tay cái 2k4 thôi em ơi, khá là thấp. Tay khá là thấp, hôm nay đánh sẽ đánh nó ổn rồi. Em xuống mạnh 160 thì nó còn 2k2. Ít quá. Nói chung là tầm này thì chiếc mạng thì ngon thì, nhưng mà sát thương thấp quá anh em. Còn kiểu này không tăng được kiểu kia. Ồn quá. Đi chụp đi. Là sao mà la cái mỏ. Đây là vô tăng lại nha anh em. Cái này vừa 28 thôi. Nói chung là đình tăng theo kiểu lấy chiếc mạng, nhưng mà tầm này điểm thấp quá. Lấy chiếc mạng lại không có lực tay nè. Nên là chúng ta vẫn tăng lại như cũ thôi. Nhưng mà khả năng ép sức mạnh lên 160. Cố gắng ép sức mạnh lên 160 này. Khả định tăng mát skin này nè. Mát skin này luôn. 3k4. 3k5. Đó. 3k5 lực tay. Mới hôm tăng 101 sức mạnh thôi. Mới tăng lên 106 được tay 3k5 này. Tối đánh vào xe cái chết ông này. Em được tay khá là ok.
rồi chuyển về đây, khả năng tăng mắt cái đường này là lái lâu sắc cao, nhưng mà cái đam tầng 2 nó bị mất. Chuyển lại 20 đi, rồi lái mạnh cái đam tầng 2 nè. Sợ lực tay to quá, sợ chết quá. Tại vì mình đã ép thêm 50 sức mạnh nữa, mà tăng thêm cái kia lên 20 nữa, với cái máu 2-2 thấp quá, sợ quýnh bây giờ chết quá. Thôi đợi nó từ từ, khi nào nó lên cấp thanh tiếp thôi. Ai, 3-1, cánh lắc nữa, 3-5 đẹp rồi. Rồi, ok, xuống đảo thôi em ơi. Nói chung là sau khi mua được áo thì cũng tranh thủ lên đảo nè. Áo khá là đẹp, nói chung đẹp trai, chủ yếu là cái phong cách đẹp trai là đầu tiên đó. Và bây giờ Khải sẽ sâu sơ qua sẽ đổ lại để mình xem một lần nữa. Đây à, nón hợp kim sinh lực cao đó, nón chủ yếu sinh lực cao, còn dòng phục hồi thì chỉ đi chanh thôi. Sinh lực 119, kháng độc 10, hầu như cũng vứt rồi. Giá gì khá cả 17. Áo thì mới mua đây, mua bán giá rẻ 5 kim chứ thiệt chắc nó phải 5 từ 8 kim trở lên đó. Áo lấy hai dòng 40-40 rất đẹp. Rồi cái đào này thì từ đầu server Khải cũng cho anh em xem này. Đào No 1 20-32, sinh lực 103. Đai lưng 540, sinh lực 79. Nhẫn 540, dòng 2 và sinh lực 56. Nhẫn chón 40 và sinh lực 107. Bao tay thì đang muốn mua bao tay mới mà chưa tìm ra được bao tay nào. Kháng lôi 30 không có dòng gì luôn, nội lực 18 vứt. Rồi ngọc bội mới mua một kim, kháng lôi 19, sinh lực 128. Giày thì Khải mua như là trước là 5 kim. Có video trên kênh em, sinh lực cao, nói chung là Khải công lô mà em, sắm sinh lực cao là ok thôi. Lần này sinh lực cao nhưng mà sinh khí full, anh em máu rất là thấp, nên là đam vào xe sợ rất bị phản đam, rất sợ phản đam. Mà không sao em ơi, đợi tối nay thử như thế nào, nếu bị phản đam quá thì đam ít lại thôi, đam ít và chạy thôi. Rồi ok. Ở clip này thì Khải sẽ tạm dừng ở đây, và anh em đang xem video này thì đừng quên cho video sau đồ này một like, một chia sẻ ủng hộ nha em ơi. Chủ yếu là cái áo này không mà lên đảo mất 6 viên tinh hồng ấy, mất gần 2 kim anh em. Anh em thấy chưa, nói chung là về cái áo mà thôi, mua cái áo này mấy kim rồi phải tốn tiền lên đảo anh em. Ok, bye bye mọi người nha, anh em xem video đừng quên cho một like nha anh em. Tí nữa hẹn anh em ở video like tiếp tục nha. Bye bye anh em.